Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phúc PR. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phúc. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy nhấn nút đăng ký để được xem những video mới nhất. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý xoay màn hình trong Android. Đây là một vấn đề rất là quen thuộc khi phát triển ứng dụng. Mình có tình huống sau. Ví dụ ứng dụng của mình gồm một text view và button. Text view sẽ hiển thị giá trị của biến number. Mỗi khi button được click thì biến number sẽ tăng lên 1. Mọi chuyện sẽ rất ok khi hoạt động, nhưng khi xoay dọc hoặc xoay ngang thì text view sẽ trở về vị trí ban đầu. Nguyên nhân và cách xử lý. Thông thường khi sự kiện xoay màn hình diễn ra, Android sẽ tạo lại một activity, có nghĩa là hiện tại activity này đang ở hàm on resume. Nó sẽ gọi lại hàm on destroy và tạo lại bằng cách gọi hàm on create. Hành vi khởi tạo lại thiết kế để giúp cho ứng dụng điều chỉnh phù hợp với cấu hình mới của thiết bị. Tuy nhiên, chúng ta cần có những đồ code để cover cái điểm này. Để xử lý điểm này, trước khi activity bị hủy, ta lưu lại trạng thái của nó. Bằng cách là ở hàm onInstall, mình sẽ lưu lại trạng thái của biến number. Đầu vào là key value, nên cái key này các bạn điền vào rồi hãy nhớ nó. Để khi lấy ra thì hãy điền đúng cái key, nó sẽ lấy đúng giá trị cho bạn. Và sau khi khởi động lại, ta kiểm tra xem có trạng thái nào được lưu lại hay không. Nếu có thì chúng ta sử dụng trạng thái đã được lưu, còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng mặc định. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký cho kênh của mình. Còn các bạn nào có thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới hoặc gửi email cho mình sẽ trả lời tất cả các bạn.